thưa chủ tọa đoàn, kính thưa toàn bộ quý vị đồng nghiệp có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu bản thân của mình. Tôi là bác sĩ Phạm Tân Hải, hiện thì tôi công tác tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Thì cái công việc của tôi tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thì tôi vừa khám tầm soát ung thư tuyến vú, vừa tham gia phẫu thuật, vừa tham gia hóa trị, cũng như là tham gia quá trình theo dõi và đánh giá bệnh ung thư vú ở cái giai đoạn sau này. Có một cái việc duy nhất về ung thư vú mà tôi không làm, đó là cái xạ trị của cái tuyến vú. Thì hôm nay đây thì hội trường tôi biết là hầu hết đều là các cái bác sĩ về chẩn đoán ngành. Thì đối với tôi thì tôi rất chi là trân trọng các cái bác sĩ chẩn đoán ngành. Nếu mà không có các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh mà làm việc rất chi là vất vả đưa ra những chẩn đoán chính xác thì chúng tôi làm việc, công việc của chúng tôi nghĩ là sẽ vô cùng khó khăn. Hầu hết các việc đều liên quan đến chẩn đoán ngành. Và tôi cảm ơn rất nhiều quý vị đồng nghiệp đã có mặt của buổi hội trường hôm nay. Tôi xin bắt đầu bài trình bày của mình. Thì cái phần trình bày của tôi ấy là cái bài là thứ nhất, điều trị ung thư vú giai đoạn sớm và thay đổi hoàn toàn tiên lượng. Về cái nội dung thì tôi sẽ tập trung vào ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là điều trị ung thư vú, chẩn đoán và điều trị ung thư vú giai đoạn sớm sẽ giúp cho làm giảm tỷ lệ tử vong, đạt kết quả tốt về thẩm mỹ, phẫu thuật ít tàn phá, cũng như là cái phương pháp điều trị nó sẽ đơn giản và ít tốn kém. Ở trên toàn thế giới hiện nay ấy, thì như chúng ta đã biết về cái tỷ lệ mà xuất độ thì là đang đứng cao nhất ở phụ nữ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong ấy, tỷ lệ tử vong thì cũng là cao nhất luôn. Nhưng mà cái bối cảnh ung thư vú thì không phải là quá xấu như chúng ta đã thấy. Như quý vị thấy ở trên màn hình ấy, thì là cái tỷ lệ giữa xuất độ và tử vong có sự chênh lệch rất là nhiều. Ung thư vú, cái tỷ lệ xuất độ và tử vong tương tự như ung thư tuyến giáp hoặc là ung thư tuyến tiền liệt, cái sự chênh lệch rất là nhiều. Điều đó nói lên rằng ung thư vú là một bệnh mà chúng ta có thể điều trị mang lại được kết quả rất là tốt, và bệnh này nhìn chung là một bệnh có tiên lượng tốt. Nó khác biệt đối lập với lại cái ung thư phổi hoặc là ung thư gan. Ung thư phổi, ung thư gan thì xuất độ và tử vong tương đương nhau. Bệnh nhân hầu hết chúng ta rất ít khi gặp bệnh nhân ung thư phổi hay ung thư gan ở trong cộng đồng, bởi vì là họ chẩn đoán ra thì trong một thời gian ngắn sau thì họ cũng đã tử vong mất rồi mà, thế đâu có còn nhiều nữa. Nhưng mà bệnh nhân ung thư vú thì rất chi là nhiều. Hàng tháng mỗi ngày ấy, ở tại phòng khám tuyến vú tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chúng tôi phải khám trung bình một phòng khám lên tới khoảng gần 100 lượt cái khám, mà hầu hết sẽ là bệnh nhân tái khám thôi. Điều đó là xung quanh chúng ta bệnh nhân ung thư vú là vô cùng nhiều và những bệnh này điều trị tốt. Về cái phần nội dung trình bày thì tôi tập trung vào thứ nhất đó là phần giảm tỷ lệ tử vong ung thư vú khi mà ung thư vú được chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn sớm. Thế thì như một cái thống kê ở tại Mỹ năm 2012, nếu mà bệnh nhân ung thư vú được chẩn đoán ở giai đoạn 4 thì sau 5 năm tỷ lệ sống còn chỉ còn là 22%. Tuy nhiên nếu mà bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì sau 5 năm tỷ lệ sống còn là 100%, giảm dần theo cái giai đoạn. Nếu mà ở giai đoạn 2 thì là 93%, ở giai đoạn 3 thì còn là 72%. Một cái nghiên cứu khác, một cái thông công bố khác tại Hàn Quốc thì tỷ lệ sống còn của ung thư vú theo cái kích cỡ thước khối u và di căn thạch, thì như ở trên cái bài trình bày chúng ta thấy thì khối u mà càng lớn thì bệnh nhân sống còn càng giảm theo thời gian, cũng như cái tình trạng di căn thạch. Nếu mà có di căn thạch thì một lần nữa sẽ làm giảm cái tỷ lệ sống còn. Như chúng ta thấy là bệnh nhân mà có khối u nhỏ hơn 1 cm thì sống còn sau 5 năm. Đối với bệnh nhân mà không có di căn thạch là 100%. Nếu bệnh nhân có di căn thạch chỉ còn là 93%. Nhưng nếu mà chúng ta chẩn đoán khối u khi nó lớn hơn 5 cm, sau 5 năm chỉ còn 81% bệnh nhân còn sống thôi. Và nếu có di căn thạch thì chỉ còn 63%. Rất chi là nhiều nghiên cứu khác đã được chứng minh rằng như nghiên cứu của tác giả Hawking năm công bố năm 1944 theo dõi trên 3.000 ca thì sống còn 5 năm chỉ còn là 86% khi biếu nhỏ hơn 1.5 cm. Cũng như các cái nghiên cứu khác như nghiên cứu của tác giả Taylor và Whelan năm 1947
thì sống còn 5 năm là 86% khi biếu nhỏ hơn 2 cm và 18% khi biếu lớn hơn 4 cm. Và kết luận ở trong cái trường hợp này đó là nếu mà chúng ta chuẩn đoán và điều trị ung thư vú càng sớm thì cái cơ hội sống còn cho bệnh nhân thì càng cao. Cái phần thứ hai tôi xin trình bày đó là nếu mà ung thư vú được chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn sớm thì đạt được cái kết quả tốt về thẩm mỹ và cái phẫu thuật nó ít tàn phá. Đầu tiên thì như chúng ta đã biết, điều trị ung thư vú hay muốn thành lập một cái trung tâm vú thì nó sẽ phải kết hợp của rất nhiều chuyên khoa, không có một bác sĩ nào có thể đứng ra một mình hay một chuyên khoa nào đứng ra một mình mà điều trị tốt cái bệnh ung thư vú. Nó cần cái kết hợp tốt của khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa giải phẫu bệnh, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ điều trị hóa trị cũng như là bác sĩ xạ trị. Tất cả các bác sĩ này ngoài cái hiểu biết về cái chuyên môn của mình thì cần có sự hiểu biết chung về bệnh ung thư vú cũng như hiểu biết về những cái công việc của các bác sĩ ở các chuyên khoa khác. Thì trong quá trình học tập thì có cái hai cái hình ảnh mà phối hợp với các chuyên khoa mà khiến cho tôi ấn tượng nhiều nhất, đó là cái hội chẩn đa chuyên khoa được thực hiện tại bệnh viện Bưu Thành phố Hồ Chí Minh. Tất nhiên trong cái điều kiện hiện tại mà chúng ta bây giờ, không phải tất cả bệnh nhân ung thư vú đều được hưởng cái hội chẩn đa chuyên khoa, thì bởi vì là không có phải dễ cùng một lúc chúng ta tập hợp hết được tất cả các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ xạ trị, rồi bác sĩ hóa trị cùng ngồi với nhau để bàn luận cho một bệnh nhân. Tuy nhiên những bệnh nhân mà khó phức tạp, những cái ca này thì sự kết hợp với nhau, cùng ngồi với nhau chúng ta làm rõ vấn đề thì tôi thấy nó giúp ích cho bệnh nhân rất chi là nhiều. Và một cái hình ảnh khác nữa mà tôi có cái ấn tượng đó là tôi có được cái dịp quan sát những cái trường hợp mà người ta sinh thiết lõi kim được tiến hành mà tại một cái bệnh viện tại Nhật Bản đó, thì những khi mà được sinh thiết lõi kim của bệnh nhân thì cùng trong cái khoảng thời gian đó có mặt của ba bác sĩ nhất là bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh. Bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh sẽ đứng ra để tìm cái tổn thương nghi ngờ ở trên siêu âm. Bác sĩ phẫu thuật sẽ sinh thiết lấy cái siêu âm đó, bấm cái súng sinh thiết đó, lõi kim. Bác sĩ giải phẫu bệnh cũng đứng tại đó kiểm tra xem là cái mẫu mà chúng ta lấy đã đạt yêu cầu chưa. Thì ý tôi nói đến đây là sự kết hợp giữa các chuyên khoa sẽ mang lại được cho lấy bệnh nhân trung tâm, chúng ta sẽ mang lại được cái kết quả tốt nhất cho bệnh nhân của chúng ta. Về cái đầu tiên thì chúng tôi bàn về cái phẫu thuật về ung thư vú. Tất nhiên thì về phẫu trị nói chung hay phẫu trị ung thư thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta phải bàn tới đó là cái an toàn về mặt ung thư và cái những yếu tố tiếp theo như là đảm bảo về thẩm mỹ, hạn chế biến chứng, di chứng sau phẫu thuật, cải thiện chất lượng cuộc sống và rất nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà tôi nhấn mạnh về cái vấn đề đó là an toàn về mặt phẫu thuật ung thư. Bệnh nhân đến với chúng tôi đó thì là có rất chi nhiều cái phương pháp lựa chọn để điều trị cho bệnh nhân, nhưng lựa chọn phương pháp nào thì cái việc mà an toàn về mặt ung thư là chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Trước tiên là phẫu thuật phải an toàn đã, sau đó chúng ta mới tính tới cái chuyện khác như là thẩm mỹ chẳng hạn. Thì như trên hình thì quý vị thấy một cái bệnh nhân là được cái phẫu thuật bảo tồn tuyến vú và một bệnh nhân được phẫu thuật là cắt vú hay là đoạn nhũ đó, thì có sự khác biệt. Hai cái phẫu thuật này đã được chứng minh là nó an toàn về mặt ung thư là tương tự như nhau, cái kết quả như nhau. Nhưng rõ ràng là những bệnh nhân được điều trị bảo tồn tuyến vú thì nó tốt hơn rất nhiều về mặt thẩm mỹ. Giữ lại được cái tuyến vú làm sẽ làm cho chất lượng cuộc sống bệnh nhân tăng lên. Qua cái quá trình mà công tác này thì tôi thấy không, khi mà giữ lại được tuyến vú cho bệnh nhân mà khi mà vừa mới tới tiếp xúc với bác sĩ đó thì bệnh nhân nào cũng nói là tôi muốn cắt hết cái vú đi. Thì bây giờ cắt hết cái vú đi thì tôi bệnh nhân nghĩ rằng là cắt hết cái vú thì bệnh nhân sẽ bệnh không có tái phát và không có di căn nữa. Thì tuy nhiên thì các bác sĩ sẽ phải giải thích kỹ cho bệnh nhân là và có cắt hết vú hay là cắt bảo tồn trong những cái đủ điều kiện thì vẫn đạt được cái an toàn về mặt ung thư. Mà nếu giữ lại được cái vú thì không những nâng cao chất lượng về đời sống tình dục mà nó còn cái quan trọng nữa, phụ nữ khi đi ra ngoài đường ấy, cái hình ảnh của người phụ nữ đi ra ngoài với cuộc sống của họ đối với họ ở cái quãng thời gian sau này rất chỉ là quan trọng. Đi ra ngoài đường ấy thì một bên vú nó lệch thì sẽ làm cho bệnh nhân thiếu tự tin cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đeo cái vú bằng silicone cũng không có dễ chịu gì cả.
thì cho nên là cái việc cái vai trò mà được chẩn đoán sớm để có thể tham gia cái phẫu thuật bảo tồn nguyên vú là rất chi là quan trọng. Thì không phải tất cả bệnh nhân đều có thể tiến hành cái phẫu thuật bảo tồn nguyên vú. Chúng ta phải lựa chọn bệnh nhân rất chi là kỹ. Việc mà lựa chọn bệnh nhân thì có cái vai trò đóng góp rất lớn của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, từ cái việc mà tầm soát ban đầu cũng như là việc đánh giá cái khối u nó lan tới đâu, rồi các cái hình ảnh mà để góp sức sao cho cái cuộc phẫu thuật nó được an toàn. Ví dụ như là những yếu tố như là biếu đa trung tâm thì chúng ta phải cân nhắc những bệnh nhân này cũng không thể phẫu thuật bảo tồn được, hoặc là những bệnh nhân mà có canxi hóa ác tính lan tỏa trên nhũ ảnh, hoặc là diện nhất bệnh nhân có cái diện cắt nhiều lần sau cắt lại, và trong cái việc mà có thể thực hiện phẫu thuật bảo tồn được, một cái điều rất chỉ là quan trọng đó là cái khối u mà chúng ta phát hiện ra nó phải nhỏ thôi. Cái khối u to hay nhỏ nó không phải là cái chống chỉ định tuyệt đối của cái phẫu thuật bảo tồn tuyến vú. Tuy nhiên ấy, là như khi mà tiến hành phẫu thuật ấy, thì chúng tôi phải cắt ít nhất là 1 cm cái mô lành ở xung quanh cái bờ mà cái khối u mà chúng tôi xác định được bằng tay trong khi mà phẫu thuật đó. Thì quý vị tưởng tượng ra là cái vú của người phụ nữ Việt Nam đa phần nó cũng nhỏ thôi. Ví dụ như kích cỡ của khối u khoảng 2 cm, chúng tôi cắt mỗi bên đi theo 1 cm nữa, vậy đường kính của khối u đó là khoảng 4 cm. Nếu mà cắt ra mà để lại một cái khuyết hở quá lớn thì nó sẽ không đảm bảo được về thẩm mỹ. Nhiều khi trong trường hợp này cắt hết đi còn đẹp hơn là cái để lại cái khối biếu, cái vú còn lại đó là méo mó dị dạng ở trên cái thành cực của bệnh nhân. Cho nên là vai trò mà chẩn đoán sớm khi khối u còn nhỏ thì rất chỉ là quan trọng trong cái trường hợp này. Thì qua cái nhiều cái tổng kết và người ta đã thống kê được rằng đấy là phẫu thuật cái bảo tồn tuyến vú đơn giản mà nó sẽ đạt được cái kết quả thẩm mỹ tốt nhất khi mà chúng ta cắt đi dưới 20% cái thể tích của cái mô tuyến vú. Có nhiều cái nghiên cứu đã được chứng minh cái độ an toàn của việc là chúng ta phẫu thuật bảo tồn cũng như là cắt đi cái tuyến vú, như là cái nghiên cứu là SARS-CoV-2. Nghiên cứu này tiến hành trên 2.000 bệnh nhân và trong cái quá trình theo dõi trên 20 năm thì tỷ lệ sống còn toàn bộ là tương đương giữa các nhóm. Nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu Milan thì tiêu chuẩn cho trong trường hợp này là khối u nhỏ hơn 2 cm, được tiến hành trên 700 bệnh nhân. Thì trong cái quá trình theo dõi trên 20 năm nó có tăng một chút về cái tỷ lệ tái phát ở bệnh nhân bảo tồn tuyến vú. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt này nó không có ý nghĩa thống kê, cũng như là cái sống còn toàn bộ sau 20 năm là tương đương giữa hai nhóm. Khi mà bệnh nhân được phát hiện chẩn đoán ung thư vú sớm tới bệnh viện thì chúng ta có thể làm được một cái kỹ thuật nữa, mà kỹ thuật này cũng giảm thiểu cái tác động xấu của cái quá trình phẫu thuật lên bệnh nhân rất chi là nhiều. Như trên bảng thì chúng tôi trình bày về cái kỹ thuật mà sinh thiết hạch đính gác. Thế thì nói qua về cái kỹ thuật sinh thiết hạch đính gác thì bệnh nhân ung thư vú về cái điều trị tiêu chuẩn ngày xưa đó là chúng ta phải nạo hạch vùng chính là cái hạch nách và cùng bên cái ung thư đó. Tuy nhiên mà tiêu chuẩn nạo hạch nách là ít nhất phải 10 hạch được nạo đi, mà quý vị đã biết nếu mà nạo hạch nách thì thông thường sẽ để lại rất chi là nhiều di chứng, nó có thể xuất hiện ngay lập tức hoặc là xuất hiện muộn sau đó. Điển hình nó sẽ xuất hiện cái việc là đau vùng nách, dị cảm những cái vùng da ở xung quanh đó, rồi bệnh nhân hạn chế cái vận động cái tay ở bên phẫu thuật. Rồi quan trọng nhất mà bệnh nhân lo sợ nhất đó là cái chuyện mà bị phù bạch huyết, mà cái tỷ lệ phù bạch huyết do nạo hạch nách nó lên tới 30% trong cái cả cái quãng đời bệnh nhân. Thì phù bạch huyết thì nó không có gây ra nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân, nhưng mà nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, và đây là cái bệnh nhân rất chi là lo sợ. Thì chúng ta có thể thay thế cái việc nạo hạch nách bằng là sinh thiết hạch gác. Sinh thiết hạch gác thì là thực hiện bằng nhiều kỹ thuật, có thể dùng động vị phóng xạ, nhưng mà hiện tại thì chúng tôi cái máy động vị phóng xạ bây giờ chúng tôi không có sử dụng nữa, nó gặp trục trặc. Bây giờ chúng tôi sử dụng kỹ thuật đó là dùng xanh metilen. Chúng tôi sẽ tiêm xanh metilen vào quanh vùng núm vú ở 4 vị trí, sau quá trình massage khoảng 6 đến 10 phút chúng tôi sẽ vào vùng nách tìm cái kênh bạch huyết bắt màu xanh,
tìm các cái hạch mà bắt màu xanh, lấy nó ra. Hạch bắt màu xanh này chính là hạch lý giác, nó sẽ đại diện cho các hạch mà còn lại ở trong cái nách, vùng nách của bệnh nhân. Cái phương pháp này nếu mà được thực hiện thì bệnh nhân sẽ hầu như không ảnh hưởng gì tới cái vùng nách của bệnh nhân cả. Tỷ lệ phù bạch huyết mà áp dụng hạch lý giác chỉ bằng khoảng 1/10 so với nặng bạch nách mà thôi. Tất nhiên là cái kỹ thuật này muốn thực hiện được thì cũng phải có những cái tiêu chuẩn của nó. Chứ nếu mà bệnh nhân tới mà tới giai đoạn trễ thì chúng ta sẽ không thực hiện được cái kỹ thuật sinh thiết hạch giác. Trên hình đó là cái giai đoạn mà cái biến chứng mà bệnh nhân sợ nhất của nặng bạch nách, đó là cái phù bạch huyết. Như chúng ta đã thấy ở cái giai đoạn 4, cái tay phía bên trái của bệnh nhân lớn hơn tay bên phải rất nhiều. Mang một cái tay to như thế này mà để cho cái cuộc sống bình thường thì là rất chi là bất tiện. Một cái phần cuối mà nội dung tôi muốn trình bày đó là nếu mà chúng ta chẩn đoán ung thư vú và điều trị ở giai đoạn sớm, chúng ta sẽ có một cái điều trị đơn giản và ít tốn kém. Liệu chúng ta có thể không xạ trị, không hóa trị hoặc là giảm cái điều trị nội tiết và điều trị thuốc sinh học cho bệnh nhân ung thư vú được không? Thì trên hình đó là cái tác dụng phụ của cái xạ trị đó. Sau xạ trị đó thì có nhiều cái tác dụng phụ khác nhau. Đây là cái tác dụng phụ viêm da ngay sau, viêm da cấp ngay sau khi xạ trị. Và bệnh nhân nếu mà xạ trị thì phải ở bệnh viện tới xạ ít nhất là trong quãng thời gian là khoảng 1 tháng. Nếu mà tránh được xạ trị thì tốt quá. Vậy những bệnh nhân nào có thể tránh được cái xạ trị? Thì tôi đưa vào cái chỉ định xạ trị của bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với bệnh nhân mà có một số bệnh nhân có thể không phải xạ trị, khi mà bệnh nhân được loang nhũ nặng hạch mà hạch ra là âm tính, những bệnh nhân thứ nhất là có khối u nhỏ, khối u T1, T1 có nghĩa là khối u nhỏ 2 cm đó, thì chúng ta có thể không cần xạ trị. Chúng ta có thể mở rộng hơn một xíu, đó những bệnh nhân mà có khối u lớn hơn 4 cm. Tiêu chuẩn quốc tế là khối u là nhỏ hơn 5 cm. Sau đó giáo sư Tuyết Anh qua cái quá trình điều trị rất chia nhiều năm tại bệnh ung bướu, thấy rằng ấy, qua cái nhiều nghiên cứu đó là thấy rằng đây là cái thể tích vú của người phụ nữ Việt Nam bé hơn so với ở nước ngoài, nên hạ tiêu chuẩn một xíu là từ 5 cm xuống còn 4 cm. Nếu mà khối u dưới 4 cm kèm theo những cái điều kiện quan trọng như là biếu ở 1/2 ngoài hoặc là biếu ở phía 1/2 trong nhưng mà trung tâm, không có các yếu tố nguy cơ cao như là đạo hổ hoặc grad 3 hoặc là ở thể tam âm, thì chúng ta cũng có thể tránh được xạ trị cho bệnh nhân. Cái tác dụng phụ mà bệnh nhân sợ nhất trong quá trình điều trị đó chính là hóa trị. Bệnh nhân trải nghiệm qua hóa trị, bệnh nhân nói rằng đây là một cái trải nghiệm kinh hoàng và không ai muốn có cái trải nghiệm lại tiếp theo một cái lần nữa. Thì hóa trị có rất nhiều tác dụng phụ như là rụng tóc, mệt mỏi, rồi sốt giảm bạch cầu. Vậy bệnh nhân mà được chẩn đoán giai đoạn sớm, chúng ta có thể tránh hóa trị được không? Có, nhưng mà không nhiều lắm. Thế thì để chỉ định hóa trị thì chúng tôi dựa vào cái việc có hóa trị hay không hóa trị, có rất nhiều yếu tố để chúng ta đưa ra cái quyết định. Trong đó cái yếu tố mà quan trọng nhất đó chính là cái nguy cơ tái phát của bệnh nhân. Nếu mà nguy cơ tái phát cao thì chúng ta rất cần hóa trị. Nếu mà nguy cơ tái phát thấp thì cái vai trò của hóa trị bớt đi rất nhiều. Tùy từng bệnh nhân một mà chúng ta có được cái quyết định hợp lý cho bệnh nhân. Tôi lấy ví dụ, tại sao lại là nguy cơ tái phát thấp thì cái giá trị của hóa trị nó lại là thấp và chúng ta có thể tránh hóa trị cho những bệnh nhân đó. Ở trên hình là một cái ví dụ minh họa. 100 bệnh nhân ung thư vú được chẩn đoán ung thư vú, nếu mà bệnh nhân này có nguy cơ tái phát là 5% sau 10 năm. Giả sử 100 bệnh nhân này không có điều trị hóa trị thì sau 10 năm sẽ có 5 bệnh nhân tái phát. Nếu mà chúng ta hóa trị cho bệnh nhân này thì hiệu quả của nó sẽ là bao nhiêu? Thì qua rất nhiều nghiên cứu khẳng định rằng hay là hóa trị sẽ làm giảm đi khoảng 30% cái nguy cơ tái phát cho bệnh nhân. Vậy 30% của cái năm bệnh nhân tái phát nó rơi vào khoảng 1,5 bệnh nhân thì tôi làm tròn, bệnh nhân mà không thể làm là 1,5 người được. Thì là sau 10 năm nếu 100 bệnh nhân này hóa trị
thì chúng ta giảm đi được một trường hợp. Một trường hợp bệnh không tái phát. Vậy chúng ta phải trả giá một trường hợp bệnh không tái phát với 100 người này phải điều trị hóa trị. Vậy là những người bệnh nhân mà có nguy cơ tái phát thấp, ví dụ như ở trên bảng tôi đưa ra nguy cơ tái phát là 5%, thì có thể cân nhắc không cần hóa trị cho bệnh nhân. Tất nhiên những quyết định này thì đều phải có sự tham gia, mình phải xét nghiệm, mình phải xét trên từng bệnh nhân một, có sự bàn bạc kỹ với bệnh nhân và người nhà chúng ta mới đưa ra cái quyết định. Cái ví dụ tiếp theo, nếu mà giả sử nguy cơ tái phát là 10% thì sao? 10% sau 10 năm thì có 10 bệnh nhân tái phát. Nếu hóa trị giảm đi 30% là chúng ta giúp giảm được 3 bệnh nhân. 3 bệnh nhân có vẻ là tiến bộ hơn rồi đó. Nếu mà bây giờ bệnh nhân là nguy cơ tái phát là 20% thì nếu chúng ta hóa trị cho bệnh nhân này sau 10 năm thì chúng ta giảm được 6 bệnh nhân sẽ bệnh không tái phát. 6 bệnh nhân, đây là một cái con số rất là ấn tượng. Thì nguy cơ tái phát càng cao thì khả năng bệnh nhân phải hóa trị càng lớn, càng thấp thì chúng ta có thể cân nhắc loại cái hóa trị ra khỏi cái quá trình điều trị cho bệnh nhân. Đối với ung thư vú thì là một cái bệnh nó điều trị trong ung thư vú thì khoảng 20% bệnh nhân có một cái biểu hiện cụ thể hơn thu, biểu hiện quá mức trên bề mặt màng tế bào. Đối với trong trường hợp này đó, bệnh thì tỷ lệ thì không cao lắm, khoảng 20%. Tuy nhiên ấy, đây là cái thể bệnh này là thể bệnh của người giàu, điều trị nó phác đồ chuẩn rất chi là tốn kém. Như theo cái hướng dẫn của NCCN thì cái hướng dẫn của NCCN là cái hướng dẫn mà hầu hết các bác sĩ lâm sàng ung ngành ung biếu chúng tôi coi như nó như là cái hướng dẫn gối đầu giường đó, và cái sự tuân theo cái hướng dẫn này là gần như là tuyệt đối đó. Thì đối với cái hướng dẫn này thì như chúng ta đã thấy ở trên bảng, cái khối u khi mà bệnh nhân chưa có di căn nặng thì cái phác đồ điều trị của nó và phác đồ điều trị cho cái bệnh nhân mà biểu hiện quá mức hơn thu đó là hóa trị kết hợp với trastuzumab. Cái phác đồ của hóa trị kết hợp với trastuzumab này ấy, là cái số tiền mà bệnh nhân phải chi trả mà bảo hiểm y tế đã trả cái phần đồng chi trả rồi đấy thì nó rơi vào tầm khoảng 300 triệu. Tuy nhiên, nếu mà bệnh nhân được chẩn đoán hơi trễ, bệnh nhân đã có xuất hiện cái tổn thương di căn vào hạch rồi, thì cái phác đồ tiêu chuẩn của nó là kết hợp thuốc nhắm trúng đích kép cả trastuzumab và pertuzumab. Lúc này có di căn hạch thì phác đồ tiêu chuẩn, cái số tiền mà bệnh nhân phải chi trả rơi vào tầm khoảng 1 tỷ. Giữa 300 triệu và 1 tỷ là cái lợi ích của chẩn đoán sớm khi có chưa di căn hạch. Đây là một cái lợi ích vô cùng lớn. Số tiền đó trên lệch là quá nhiều. Cái tiếp theo mà tôi muốn nói tới đó là cái điều trị nội tiết. Bệnh nhân ung thư vú phải điều trị nội tiết rất chi là dài. 80% bệnh nhân sẽ có thụ thể nội tiết dương tính. Thì cái thời gian điều trị chuẩn của họ là 5 năm. 5 năm đã là một khoảng thời gian rất dài rồi. Nhưng mà do nhiều cái nghiên cứu người ta còn đẩy tiếp nội tiết lên tới 10 năm. Vậy thì những bệnh nhân nào sẽ có cái cần thiết phải điều trị đến tận 10 năm? Thì theo cái nghiên cứu chúng ta thấy thì không phải bệnh nhân nào chúng ta cũng cần thiết phải điều trị tới 10 năm điều trị nội tiết. Chỉ những bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ cao như là có hạch dương hoặc là biếu lớn T2, T3 thì chúng ta có thể tăng cường cái thời gian điều trị nội tiết lên kéo dài 10 năm. 10 năm uống thuốc điều trị nội tiết, đây không phải là cái vấn đề đơn giản. Theo cái tổng kết của cái chi phí điều trị của ung thư vú đó thì theo cái giai đoạn thì như ở trên hình thì chúng ta thấy ở những cái giai đoạn sớm, giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì chi phí điều trị nó thấp hơn khi mà bệnh nhân ở giai đoạn trễ. Như cái nghiên cứu ở trên cùng đó, nếu mà ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 thống kê ở Mỹ năm 2015 chi phí rơi vào khoảng mất $100,000. Nếu mà rơi vào bệnh nhân giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì chi phí nó rơi vào tầm khoảng $200,000. Tóm lại về cái ung thư vú và cái chi phí mà cộng dồn đó của ung thư vú ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3, giai đoạn 4 cao hơn là 32%, 95% và 109% so với giai đoạn 1. Và cái chi phí điều trị trung bình của ung thư vú tại vùng và di căn xa cao hơn 41% và 165% so với ung thư vú tại chỗ. Thì tôi xin kết thúc cái bài trình bày của mình. Cảm ơn các quý vị đồng nghiệp.